Xin chào tất cả các bạn. Trong video này thầy chia sẻ với các bạn kỹ thuật tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của một biểu thức dựa vào việc đánh giá điều kiện tồn tại nghiệm của phương trình bậc 2. Lấy ý tưởng từ câu hỏi của một bạn học sinh ở trên nhóm toán học. Đề bài như sau: cho số thực x khác 0, tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức a bằng x bình trừ 2x cộng 2021 chia x bình. Tiên các bạn cần hiểu đúng bản chất về giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức. Điều này là vô cùng quan trọng trong quá trình các bạn làm bài tập tìm giá trị lớn nhất, tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức, cũng như dạng bài tập chứng minh bất đẳng thức. Nếu như mà các bạn hiểu sai bản chất về giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức, thì trong quá trình làm toán, ta rất dễ mắc một số những sai lầm sau. Đó là các bạn tìm sai giá trị lớn nhất, tìm sai giá trị nhỏ nhất, cũng như các bạn chứng minh bất đẳng thức một cách ngộ nhận. Tức là trong quá trình các bạn đánh giá chứng minh bất đẳng thức thì cái dấu bằng nó không xảy ra, nhưng mà các bạn vẫn đánh giá và các bạn cho rằng dấu bằng nó xảy ra. Và các bạn ghi nhớ cho thầy kiến thức sau đây về giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức. Cho biểu thức A phụ thuộc vào biến x và có tập xác định là tập D. Khi đó, số m lớn được gọi là giá trị lớn nhất của biểu thức A trên tập D khi và chỉ khi giá trị của biểu thức A không vượt quá m. Tức là giá trị của biểu thức A tại mọi điểm x đều nhỏ hơn hoặc bằng m. Nhưng mà điều này thôi thì chưa đủ. Chẳng hạn thầy lấy ví dụ như sau. Thầy nói chiều cao của thầy nhỏ hơn hoặc bằng 3 mét. Vậy thì chiều cao lớn nhất của thầy bằng bao nhiêu? Nếu các bạn trả lời là chiều cao lớn nhất của thầy bằng 3 mét, thì đó là sai lầm. Vậy thì cái sai lầm ở đây là gì? Sai lầm ở đây có nghĩa là cái dấu bằng này không đạt được. Như vậy, số m này chỉ được gọi là giá trị lớn nhất nếu dấu bằng ở đây đạt được. Đạt được theo nghĩa, tức là có giá trị x0 để cho giá trị của biểu thức A tại điểm x0 đạt được bằng m. Tương tự ta có số m nhỏ được gọi là giá trị nhỏ nhất của biểu thức A trên tập D khi và chỉ khi giá trị của biểu thức A tại mọi điểm x lớn hơn hoặc bằng m. Thứ hai, dấu bằng phải đạt được, tức là có giá trị x0 thuộc tập D để cho giá trị của biểu thức A tại điểm x0 đạt được bằng m nhỏ. Thầy giải bài tập này như sau. Trước tiên thầy thực hiện phép biến đổi. Với số thực x khác 0 ta có biểu thức A của chúng ta bằng x bình trừ 2x cộng 2021 chia x bình. Ta nhân cả hai vế với x bình ta được A nhân x bình bằng x bình trừ 2x cộng 2021. Ta chuyển x bình sang bên đây thành trừ x bình, trừ 2x chuyển sang đây thành cộng 2x, 2021 chuyển qua đây thành trừ 2021. Ta được A trừ 1 nhân x bình cộng 2x trừ 2021 bằng 0. Và thầy ký hiệu phương trình này là phương trình 1.
Theo định nghĩa về giá trị nhỏ nhất mà thầy vừa phát biểu ở trên, thì muốn cho biểu thức A đạt giá trị nhỏ nhất, tức là ít nhất nó phải đạt được. Đạt được theo nghĩa là có số x0 để cho giá trị của biểu thức A tại điểm x0 là đạt được bằng đó. Như vậy, để tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A thì ta sẽ dựa vào yếu tố có số x0 để cho giá trị biểu thức A tại điểm x0 đạt được nhỏ nhất. Tức là bây giờ ta coi anh phương trình 1 này với ẩn là x và A là tham số. Vấn đề của chúng ta là phải đi khảo sát sự tồn tại nghiệm của anh phương trình 1 này. Ở đây chúng ta nhận thấy phương trình 1 này ta chưa biết nó là phương trình bậc nhất hay là phương trình bậc 2. Cho nên ta phải xét hai trường hợp của hệ số A của phương trình 1. Trường hợp thứ nhất là A trừ 1 bằng 0. Trường hợp thứ hai là A trừ 1 khác 0. Chúng ta cùng đi vào xét hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, A trừ 1 bằng 0, tức là A bằng 1. Khi đó thì phương trình 1 trở thành 2x trừ 2021 bằng 0, tức là x sẽ bằng 2021 chia 2. Có nghĩa là trong trường hợp này thì phương trình có nghiệm. Trường hợp 2, A khác 1. Khi đó thì phương trình 1 của chúng ta là một phương trình bậc 2. Và điều kiện để phương trình 1 có nghiệm là delta hoặc delta phẩy lớn hơn hoặc bằng 0. Ở đây hệ số B bằng 2 chẵn, cho nên thầy sử dụng delta phẩy. Delta phẩy lớn hơn hoặc bằng 0. Delta phẩy thì bằng B phẩy bình trừ AC. Tức là thầy có 1 cộng 2021 nhân với A trừ 1 lớn hơn hoặc bằng 0. Nhân phóng vào cái anh này ra thầy được 2021A trừ 2021 với cộng 1 còn trừ 2020. Chuyển qua vế phải ta được 2021A lớn hơn hoặc bằng 2020. Đến đây thì chia cả hai vế cho 2021 ta được A lớn hơn hoặc bằng 2020 chia 2021. Nói tóm lại thì cả hai trường hợp các bạn nhận thấy. Trường hợp thứ hai là A lớn hơn hoặc bằng 2020 chia 2021 và đồng thời A khác 1. Trường hợp thứ nhất là A bằng 1. Vậy thì lấy hợp cả hai trường hợp ta có. Điều kiện để phương trình 1 có nghiệm là A lớn hơn hoặc bằng 2020 chia 2021. Như vậy ta có giá trị nhỏ nhất của biểu thức A bằng 2020 chia 2021 và đạt được khi. Như vậy dấu bằng ở đây xảy ra, tức là delta phẩy bằng 0 và phương trình 1 có nghiệm kép. Ta đem thay A bằng 2020 chia 2021 vào đây thì ta có hệ số của x bình bằng trừ 1 chia 2021. Nghiệm của phương trình 1 là trừ B chia 2A, tức là trừ 2 chia 2 lần trừ 1 chia 2021, tức là x bằng 2021. Video này thầy xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bấm chuông thông báo ở góc phải màn hình để nhận được những video mới nhất từ thầy. Và nếu như thấy hay và có ích thì các bạn hãy nhớ ủng hộ thầy bằng cách like và share để kênh này được biết đến rộng rãi hơn trong cộng đồng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.